Quý xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và hiện tại các chị Fortuner máy dầu số sàn, có rất là nhiều quý khách hàng hỏi Huy về cái sản phẩm máy dầu số sàn, vì nó bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Và hiện tại thì số sàn Toyota không còn sản xuất nữa, cho nên là những chiếc xe qua sử dụng được khách hàng chọn lựa rất là nhiều, kiếm rất là nhiều quý chị. Ba sản phẩm đang có mặt tại Toyota Tân Cảng bên Huy. Một chiếc xe màu bạc anh chị, 2019, một chiếc xe màu trắng thì bên Huy mới vừa về, và một chiếc xe màu bạc 2017 nữa các anh chị. Thì tổng cộng là 3 chiếc xe số sàn đang có mặt tại Tân Cảng. Đây chiếc màu trắng các anh chị, chiếc màu trắng mới vừa về, 2019. Thì đây là chiếc màu bạc các anh chị, chiếc màu bạc 2019. Đó, anh chị nhìn không? Rất là đẹp luôn. Thì anh chị nào mà thích màu bạc thì anh chị lấy chiếc này, còn anh chị nào mà thích màu trắng thì anh chị có thể tham khảo chiếc xe này mới vừa về tại Tân Cảng Minh Huy. Đây các anh chị. Ok, thì chiếc màu bạc này có những điểm gì mà Huy thấy khá là ổn ở trên cái mẫu xe này. Odo chuẩn của xe là 53.000 cây. 53.000 cây quý chị, 53.000 cây. Đó, chị nhìn ha. Đấy, rất là đẹp nha. Đây cũ số này, côn đồ nhẹ nha. Đó, khá là ổn. Bài túi khí và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết ở trên cái mẫu xe này. Với sự tiết kiệm nhiên liệu 6.2L/100 km. Thực sự là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt là những anh chị nào mà mua về mà chạy dịch vụ á, anh chị mua Fortuner máy dầu, anh chị chạy vừa bền bỉ vừa tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, và sau này anh chị muốn đổi bán lại thì Fortuner máy dầu nó vẫn tiết kiệm được hơn rất là nhiều so với việc anh chị mua những cái sản phẩm xe ngoài Fortuner. Đó là chia sẻ ha, để cho quý anh chị mình nắm. Còn khe hở với các chi tiết này, cái độ nguyên bản, độ zin của nước về nước sơn á, thì chiếc xe này anh chị yên tâm rất là nhiều những chi tiết. Còn zin, cảm biến, khoảng cách phía sau có 2 cảm biến, camera che có hết, dán phim che mưa đầy đủ. Thì xe này thì còn thiếu cái bộ ghế và camera hành trình. Rồi bọc trần lót sàn, những miếng chống trầy có hết rồi. Thì anh chị nào mà có nhu cầu anh chị thì Huy sẽ xin hỗ trợ cho quý anh chị nha. Bộ ghế, rồi bộ camera hành trình, ghi hình các anh chị. Đấy, đây là thông tin sơ để cho quý cô chú anh chị mình nắm qua chiếc Fortuner 2019 chuẩn 53.000 cây, với giá niêm yết là 808 triệu, và giá trên thì chắc chắn rồi, bên Huy sẽ hỗ trợ bất lọc cho quý anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ ha, thì Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị ha. Và sau đây thì Huy sẽ cùng với quý anh chị ha, mình đi xem kỹ về chiếc xe. Thực sự ra về chất lượng thì chiếc xe này anh chị thấy ha, nó còn rất là mới. Từ những chi tiết nhỏ như thế này anh chị thấy không? Những cái ốp nhựa như thế này, những chi tiết, những cái đèn, bóng đèn, khe hở với các chi tiết đó, anh chị thấy không? Rất là liền và đẹp anh chị. Cái này gắn thêm anh chị, cái này là cái viền đèn đó, anh chị thấy không? Bên Huy làm spa, làm đẹp, đánh bóng lên rất là đẹp. Và xe này thì anh chị yên tâm về chất lượng, xe đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng 176/1 rồi. Về chế độ bảo hành đó các anh chị, thì bên Huy sẽ bảo hành về động cơ hộp số là 1 năm hoặc là 20.000 cây. Thì anh chị nào mà đã theo dõi kênh xe cũ miền Nam của Huy thì sẽ biết đó là chính sách, tất cả những sản phẩm xe qua sử dụng của Toyota đều được bảo hành cho quý anh chị đầy đủ. Đó, vỏ còn khá là dài nè anh chị, còn cầm bệ nè anh chị xem qua nha. Đó, cầm bệ còn rất là mới luôn. Hãy khai hỏi với các chi tiết, những cái đường găng, cái độ bóng của xe, độ đều màu của anh chị. Màu bạc này là một trong những cái màu thực sự anh chị mua về anh chị sử dụng gia đình cũng được, chạy dịch vụ cũng được, nó không có kén khách nha quý chị nha. Nếu anh chị chạy dịch vụ không có kén khách, màu này chạy khá là hài hòa, gia đình và dịch vụ đều được. Lót sàn anh chị, những thanh ray ở bên trong, những cái vị trí bằng đập côn, bằng đập thắng, bằng đập ga đấy, còn rất là mới luôn, có thể điều chỉnh được đèn quý chị. Đây, công tơ mét là anh chị yên tâm nha, Odo chuẩn đó quý chị. Thực sự ra thì bên hãng bên Huy thì đại lý chính hãng của Toyota rồi, cho nên là hầu hết bên Huy thực sự ra là cái số là có thể chị thấy những cái chiếc xe có thể là 14, 15 vạn nhiều, nhưng mà bên Huy thì có sao để vậy ha, có sao để vậy cho quý anh chị dễ lựa chọn, cũng như là xe chạy nhiều thì về giá thì nó sẽ thấp hơn so với xe chạy ít, thì và bên Huy sẽ bán theo cái chuẩn của Toyota, có sao bán phải để anh chị yên tâm, không có tua tiết gì hết. Đấy, tapi rồi anh chị nhìn nào, đấy đẹp. Thì nói chung là xe này thì Như Huy đánh giá về chất lượng
về ngoại thất, nội thất, cả hai đều rất là ok luôn, chỉ thiếu cái phụ kiện thôi. Thì anh chị nào mà thích á, thì anh chị cứ liên hệ nha, tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý vị. Và anh chị nào mà có nhu cầu, có thiện chí á, thì anh chị đến trực tiếp tôi ta tăng cảng anh Huy. Có gì anh chị cứ alo cho Huy theo số điện thoại trên màn hình, tôi sẽ xin hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nha quý anh chị nha, giá tốt nhất. Xe này thì được trang bị hệ thống điều hòa hai dàn lạnh Fortuner anh chị, gầm cao, anh chị đi khỏe lắm nha. Xe này cân bằng điện tử nó có hết rồi, vừa tiết kiệm nhiên liệu mà anh chị chạy nó không có bị lắc, nó không bị lắc nha. Còn xe anh chị nhìn ha, quay sơ anh chị thấy ha, cái độ bóng của xe, viền đèn nè, chiếc xe gắn ốp chống trời bật lên xuống. Máy dầu nó bền lắm quý anh chị, nó bền mà anh chị chạy nó tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Ghế sau thì ít khi ngồi cho nên là còn mới tinh nè. Đấy, đây đó, đồ nghề anh chị ha, còn nguyên ha. Thì chắc chắn rồi, khi anh chị mua xe tại hãng bên Huy á, thì ngoài vấn đề cam kết về chất lượng á, thì anh chị sẽ được tặng quà nha. Tặng quà gồm có che mưa, gồm có dù che mưa á quý chị. Rồi có bọc vô lăng, đấy bọc vô lăng. Rồi bên Huy sẽ cấp giấy cam kết đảm bảo về chất lượng cho quý chị, xe không đông đụng không mập nước, tắc bi đẹp quý chị. Keo sùng còn nguyên nha, lon còn tắng còn nguyên nha. Rồi bên Huy sẽ cấp sổ bảo hành cho quý chị, động cơ hộp số 1 năm hoặc 20.000 cây. Đó là rồi bên Huy về là bên Huy làm spa, làm đẹp, bảo trì bảo dưỡng đều đầy đủ. Rồi xong đó là bên Huy sẽ nhắc phiếu bảo dưỡng cho quý anh chị luôn, gửi cho quý anh chị cái phiếu nhắc bảo dưỡng để anh chị biết là xe mình khi nào để bảo dưỡng. Đó là cái một số những cái điểm mà Huy chia sẻ ha, chia sẻ cho quý anh chị. Xe về là bên Huy làm spa, làm đẹp, làm rất là kỹ quý anh chị. Đấy, rất là kỹ. Anh chị mua về anh chị chỉ việc cái xe về và đi thôi chứ không có làm gì thêm đâu quý anh chị. Thực sự mua xe tại hãng về anh chị chạy đúng 5.000 cây số nữa anh chị vô hãng bảo dưỡng. Đảm bảo với chị xe sẽ cực kỳ bền, cực kỳ tốt. 5.000 cây số anh chị cho thay nhớt nha. Còn 10.000 ca thì anh chị cho thay lọc nhớt luôn, nhớt lọc nhớt. Thì đó là cái xe của anh chị nó sẽ rất là bền. Rồi cần tư vấn gì về kỹ thuật thì anh chị có thể là liên hệ với Huy, hoặc là anh chị liên hệ với số 0944979797 các anh chị. Đó là số kỹ thuật của mình Huy. Mọi vấn đề thắc mắc về xe, về kỹ thuật thì anh chị có thể liên hệ đến cái số hotline đó. Còn đây về động cơ, từng bộ lon con tán, từng giác điện, mọi thứ thì còn nguyên bản hết nha quý anh chị nha. Xe còn rất là đẹp, đúng chuẩn 53.000 cây, gia đình sử dụng. Thì anh chị mua những sản phẩm như thế này về anh chị đi thì cực kỳ chất lượng. Thì Huy thông tin sơ để cho quý cô chú anh chị mình nắm. Nếu như mà có nhu cầu về sản phẩm máy dầu số sàn 2019 hoặc là 2020.